Efferangen 500mg là gì? Efferangen 500mg của công ty UPSASAS, thành phần chính paracetamol hay còn gọi là acetaminophen. Có hai tác dụng chính là giảm đau và hạ sốt. Thuốc Efferangen 500mg thường được dùng để điều trị giảm các cơn đau thông thường, đau đầu, đau răng, đau nhức xương khớp hoặc được sử dụng để hạ sốt. Thành phần của thuốc Efferangen 500mg, thành phần hàm lượng công dụng của thuốc Efferangen 500mg. Chỉ định thuốc Efferangen 500mg được chỉ định dùng trong điều trị các chứng đau và hoặc sốt như đau đầu, tình trạng như cúm, đau răng, nhức mỏi cơ, đau bụng kinh. Dược lực học paracetamol là thuốc giảm đau và hạ sốt có tác dụng chống viêm yếu. Không giống như các thuốc chống viêm không steroid truyền thống, paracetamol không ức chế chức năng tiểu cầu ở liều điều trị. Cơ chế tác dụng, cơ chế chính xác của tác dụng giảm đau và hạ sốt của paracetamol vẫn chưa được xác định. Cơ chế tác dụng có thể liên quan đến các tác dụng ở trung ương và ngoại biên, liều dùng của thuốc Efferangen 500mg. Cách dùng, dùng đường uống, hòa tan hoàn toàn viên thuốc trong một ly nước lớn và uống nếu trẻ sốt trên 38.5 độ C. Hãy làm những bước sau đây để tăng hiệu quả của thuốc điều trị: cởi bỏ bớt quần áo của trẻ, cho trẻ uống thêm chất lỏng, không để trẻ ở nơi quá nóng, nếu cần tắm cho trẻ bằng nước ấm có nhiệt độ thấp hơn 2 độ C so với thân nhiệt của trẻ. Thời gian điều trị được giới hạn đến 5 ngày trong các trường hợp đau, đến 3 ngày trong các trường hợp sốt nếu cơn đau kéo dài hơn 5 ngày hoặc sốt kéo dài hơn 3 ngày và nếu tình trạng này xảy ra nghiêm trọng hơn hoặc có bất kỳ triệu chứng khác. Không được tiếp tục sử dụng thuốc mà không có sự đồng ý của bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Liều dùng phải được tính theo cân nặng của trẻ. Tuổi thích hợp tương ứng với cân nặng được trình bày bên dưới chỉ để tham khảo. Để tránh nguy cơ quá liều, cần kiểm tra và xác nhận các thuốc dùng kèm, bao gồm cả thuốc kê đơn và không kê đơn, không chứa paracetamol. Dạng thuốc này chỉ dùng cho người lớn và trẻ em có cân nặng trên 17kg, khoảng 5 tuổi trở lên. Đối với trẻ em, liều paracetamol hàng ngày tính theo cân nặng của trẻ, tuổi của trẻ chỉ để tham khảo. Hướng dẫn, nếu không biết cân nặng của trẻ, cần phải cân trẻ để tính liều thích hợp nhất. Paracetamol có nhiều dạng phân liều khác nhau để điều trị thích hợp tùy theo cân nặng của từng trẻ. Liều khuyên dùng hàng ngày của paracetamol phụ thuộc vào cân nặng của trẻ, khoảng 60mg trên kg một ngày. Chia ra làm 4 lần hoặc 6 lần, tương đương khoảng 15mg trên kg mỗi 6 giờ, hoặc 10mg trên kg mỗi 4 giờ. Liều tối đa mỗi ngày không được vượt quá 3g, không uống nguyên viên thuốc. Hòa tan hoàn toàn viên thuốc trong một ly nước trước khi uống. Làm gì khi quên một liều, dùng thuốc ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu thời gian giãn cách với liều tiếp theo quá ngắn thì bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã bị bỏ lỡ.